Đây trả lại vườn của anh Chính này các bạn, cây mận thon cái này một trái nè, rồi rồi quét đi mình 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 liên tục 45 trái. Và đây trái nó bên đây nè, nắm tay à, là nắm tay thì món thon thì ra ngọn chỗ này là đang ra ngọn nè, đó đang ra ngọn nè, đây các bạn đang ra ngọn nè, phóng ngọn không mình kéo xuống cho bạn xem. Không rụng nha, không chụp méo luôn nhìn nó đỉnh chứ, nè ngọn nè đó, thấy chưa, mình chụp cái ngọn đó. Rồi đó ra đó ra, thấy chưa. Ừ. Măng cụt xanh hả? Pha gốc hả? Tha hả? Nè. Quét mấy chỗ bù xè ăn thôi. Quét mấy chỗ bù xè hả? Đọt nè. Đó. Đọt nhóc nó đâu rụt đâu. Cái cây nội sinh nó khỏe, mình cung cấp dinh dưỡng đầy đủ là nó không có rụt. À. Nhỏ luôn nè, không rụt nè. Anh này mai muốn làm mà chồng yêu món thon mà ra đợt mà không cộng liên hệ ông thầy Chính nè chứ tôi đừng làm mới được. Để sắp tới cho ông thầy lên TV để ông thầy chia sẻ thôi. Nắm tay rồi nè, đó nắm tay nè, trái xanh đẹp à, không chàng gai đó, đó ngon lành thấy không, đấy không rụng đâu. Nói chung là cái này là do nhờ là dinh dưỡng với mình xịt ở trên nó đầy đủ á, chứ nếu mà thật sự mà cây nội sinh nó yếu ra ngọn chỗ này là rụng thiệt nha, bắt trước theo nha. Ra khủng phê. À, dạ, té nữa nè, ra khủng phê nha. Giải nè, hướng này nè, quay hướng này. À, thấy màu xanh nó đẹp không khoái rồi nha. À đó, đang ra đọt nè, chắc nó chưa rụng quá anh. không phải nó rụng, tại vì nó chưa rụng á. Đó đây nè, anh kia cũng vậy thôi. Đấy. Không giữ bổn thông mà ghi sáo luôn sao, bỏ mấy cái bơ đi ông thầy ơi. Ô quá trời bơ luôn rồi kìa. Bẻ gì vậy? Bẻ gì vậy? Quéo. Trời ơi, trái này quéo gì? Nhiều quá. Cây này 30 trái không? Hả? Cây này không đớt. Dạ. Trái lại đây nè, cái đọt nè nó. Trái nè. Nghe nói mỗi thòn trái 1 ký còn cũng á. Nhưng mà trái này khoảng chừng như 300 gram vậy đó. 300-400 gram mà. Không tới 1 ký đâu. Bằng nắm tay mình nè. Đâu hai trái này vô căng nữa thử coi. Bẻ nha. Thôi nó chơi thôi. Nhìn là biết rồi. Không ngục ha. Cái dàn ổng nó ra phủ thê đó. Nè. Đọt nè. Ừ. À. Sao anh? Anh bên anh là anh trồng cái clip bự hơn clip này mà trồng so le. Cây này xấu á. Cây này cây kia còn chính giữa này là đào cái nè, bãi ra đọt cái đó kìa. Mày một ụn trái luôn rồi. Cái rãnh nhỏ vậy nè. Mày thấy không? Ụn trái luôn, trái tròn đẹp luôn nè. Vậy mình có cần đào sâu luôn hay là cỡ nào? Nhưng mà ra ngọn à, ra đọt nè, đi quằn xuống cho coi. Đang le đâu rồi không biết. Tại em trồng cái vụ đang cây, đang cây nè, chính giữa đây là cái bờ đó. Ừ. Thì dẫn anh Quang bên Bến Tre từ Sài Gòn anh chạy xuống đi tham quan. À, nó ra đọt nè, thấy chưa?
nè, phóng cái ngọn ra luôn nè, 1 2 3 4 5 lá, rồi lá nó bóng nè, mà thấy không, lá này là chứng tỏ nó đầy đủ dinh dưỡng nè. Bòi làm sao á,